Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh vừa chủ trì buổi làm việc với quận ủy Ngũ Hành Sơn và các tổ chức cơ sở đảng về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong trường học trên địa bàn quận. Nhờ chú trọng đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ quận ủy Ngũ Hành Sơn đã kết nạp đảng đối với 24 quần chúng ưu tú là giảng viên của các trường trung học phổ thông và trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng. Trên cơ sở các ý kiến đề cập về khó khăn và đề xuất giải pháp của các chi bộ trường học, trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ quận ủy và chi bộ đảng các trường học, đề nghị quận ủy, chi bộ đảng các trường học cần đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng các chuyên đề về nguồn giáo dục truyền thống, lồng ghép các buổi sinh hoạt đảng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Các tổ chức cơ sở đảng cần thống nhất quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu, quan điểm phát triển, tạo nguồn trẻ hóa đội ngũ đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của đảng.